nay cô có vẻ tăng động. Em xin lỗi. Hôm nay chị Thanh, thư ký xinh đẹp sẽ giới thiệu về từng thám tử có mặt ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là thám tử ăn mặc lịch lãm rất là đẹp trai phong độ, thám tử Pazo. Và thám tử trí thức khuôn mặt dễ thương có hai cái răng thỏ, thám tử Quang Bảo. Trời ơi, đẹp trai quá anh ơi. Và thám tử mê trai nhất của Dương Dương, thám tử Mico lên trên. Trời ơi, gì kỳ vậy. Và thám tử nhìn là cái là muốn lên núi, thám tử Thiên Vương. Anh Thanh hãy nói về thời gian của anh Thiên Vương. Mà trên đẹp đúng không? Rất là thanh lịch, rất là lịch lãm. Dạ. Bước xuống dưới cái mang đôi thằng đàn hết rồi. Dạ, anh cập nhật cái xu hướng này là 2017 chăng hả? Đúng rồi, xu hướng lội nước. Kiếm này lão hả anh? Kiếm của ông nội anh để lại. Anh ơi, lát nữa cho em xin nha. Anh em thấy hôm nay cái đầu anh nó bóng bóng thì sao hết cậu. Sao anh nói gì tới Quang Bảo giờ? Quang Bảo thì thành viên mới bèo bèo, ai thèm nói gì. Mình bỏ qua tôi đi. Chưa có gì nổi bật ha. Được cái đẹp trai em cũng thích anh. Cả nhà mình hôm nay cũng lịch sự và đẹp đều. Chị Thanh mặc đồ ngủ lên quay thôi. Đúng. Hôm nay mặc đồ ngủ. Cái này là xu hướng của người ta, ok. Anh thấy không phải là đồ ngủ mà đồ bầu. Để thư ký đọc hai lá thư tuần trước có nội dung như sau. Thân gửi chương trình du lịch kỳ thú, em là Thanh, 19 tuổi. Em đam mê võ thuật và rất muốn theo đuổi nghề các skater chuyên nghiệp, nhưng em không biết bắt đầu như thế nào. Và để làm công việc này, mình cần phải có tố chất gì? Nếu hơi nhát gan và yếu đuối nhìn may, và chị Mico có thể trở thành một skater nếu được học bài bản hay không? Đó là cascader thì giao về Mico Lan Trinh. Đúng. Mico đã nhận được nhiệm vụ nên Mico rất là hào hứng đến một câu lạc bộ cascader của anh Quốc Thịnh đó. Trời ơi, cái nồi của tôi đó, cái nồi của tôi đó. Câu lạc bộ cascader gọi là lâu đời nhất cho đến thời điểm này. Nhìn thấy các bạn ấy tập luyện đổ mồ hôi sôi nước mắt như thế nào. Bây giờ xin mời các bạn chúng ta cùng xem clip. Action! Vô anh! Action! 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 Gì vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh, có gì từ từ nói. Trời ơi, người ta bảo múa rìu là không có múa qua mắt thợ. Không, em phải thể hiện trước khả năng của em để cho anh biết là anh dẫn em tới cái chỗ nào mà phải tăng thêm khả năng của em ghê. Bây giờ em biểu diễn cho anh không có nói. Ồ, đã cao dữ ta. Tôi cũng có giỏ nữa. Mình tới lớp cascader mà mình múa vậy người ta cười cho. Đang đứng ngoài cửa mà. Ủa, thầy thấy chưa? Đứng đằng kia anh nghi là thấy rồi. Dạ, chào thầy. Chào em. Chào anh ạ. Dạo này em đi quay chương trình toàn đi với mây thôi nên lâu lắm em mới được nhìn đàn ông phong độ. Cảm ơn em. Tôi đi về. Anh ơi, làm sao để có được sự dẻo dai và khỏe mạnh như anh ạ? Cần phải có một cái thời gian mà tập luyện em. Phải sụt dọc ngang cho dẻo rồi uống dẻo. Ở yoga em cũng có mấy cái đó anh. Nhưng em té từ cái độ cao, ví dụ như lầu 1 em té xuống, rồi lầu 2 tới lầu 8. Ây da, căng à, căng. Ngoài cái nhảy lầu thì còn cái vụ như là xe. Em chạy tốc độ 120 km/h, em cán lên cái chướng ngại vật đó rồi bay ở trên không rớt xuống lăn 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 lăn. Thì từ cái điểm bay cho đến điểm rớt đó, nó gần 100 m. Thì trong khi đó là em ngồi trong đó, đó thì cần phải sự dẻo dai. Trời ơi, vậy nó giống như là quả trứng gà mà bỏ trong cái bị rồi mình cầm mình quăng bập vậy đó. Ừ, nó gần vậy đó. với cái sự nguy hiểm này thì em nghĩ là thôi em bỏ cuộc. Em bị bệnh. Anh ơi, làm sao để cho người đàn ông này mạnh mẽ lên. Bây giờ á, nếu như trường hợp mà em là một diễn viên mà chưa có biết kỹ thuật thì làm sao biết được, thì cũng phải qua các cái đơn tập luyện mấy cái nét diễn tí xíu để lên phim ảnh cho nó thật tí xíu. Có người nào mới vào nghề một ngày bỏ nghề không anh? Nhiều. em là một trong số đó. Giới thiệu với hai bạn, đây là nữ caster cũng là bên số 1 của nhóm Quốc Thịnh. Ủa, anh quay vậy đó. Nhờ cái lộn này mà tôi bỏ luôn đó. Sao vậy? Bị gì? Rớt xuống cái sụp ngắn. Đẹp rớt ngang vậy luôn nè. Rồi, ngang rồi xong bó giòn. Anh có nói tới mấy trường hợp đó đó. Hơi dân gian, mình cho là ví dụ như dê gian bé này hay là dứt độ đi. Thì mình phải biết diễn như thế nào. Ví dụ như là không có đánh thiệt. Bầm. Là cái đó là ví dụ. Mà có đau thiệt không anh? Ví dụ như em đánh ảnh. Ảnh bình thường. Thì nhưng mà mình diễn xuất thì nó được cái. Ui da. Đánh hạn cái bụng mình bình thường, bụng mình hít vô lại và đồng thời mình hít ôm vậy thì giống cái quả đấm mình để đấm vô thẳng hoặc là đánh thẳng. Vậy là người ra
Ôi, là cái người ra lực cũng phải, nói chung là cũng phải dùng lực rất là nhiều. Biết điểm dừng em, dùng lực nó thật. Quay có nghĩa là phải thuận theo cái lực người ta đánh xuống. Đúng rồi. Thì mình gia thêm. Quay qua bỏ chạy. Ủa sao tôi chạy hoài không thấy người đuổi theo vậy? Chuẩn bị diễn. Chạy nè. Trời chán quá, cứng đơ cứng đầu à. Gạt quýnh. Đó, có điểm dừng. Có điểm dừng. Trả cái túi luôn đó, hỏi cái túi mà về đi. Tôi không giật quà nữa đâu. Lần sau em sẽ có điểm dừng nha. Đứng lại. Trời ơi, cái gì vậy vậy? Em học cái trước, đúng rồi. Sao nữa? Ủa, bài này học chưa học? Bài này chưa học. Những cái yếu tố nào đòi hỏi cần thiết để cho một bạn trẻ mà muốn theo nghề này thì sẽ chọn ạ? Các bạn trẻ nhìn vào nhìn thấy là đánh đấm này kia, thấy cascader diễn rất là ok, cho nên là có rất là nhiều các bạn trẻ rất là muốn tham gia vào cascader. Nhưng mà cái số lượng để mà được tham gia và trở thành cascader chuyên nghiệp thì chỉ đến trên đầu ngón tay thôi, bởi vì đến với cái nghề này là một cái thử thách rất là lớn. Yếu tố đầu tiên đó là phải đam mê, bởi vì bất cứ công việc nào cũng vậy, mình phải đam mê thì mình mới làm nó được. Thứ hai là phải có sức chịu đựng và kiên trì, và cái quan trọng nhất là có tình đồng đội, bởi vì cascader là làm việc theo một cái tập thể. Nếu mà trong một cái tập thể không có tình đồng đội, không hỗ trợ lẫn nhau, không đảm bảo an toàn cho nhau thì mình khó có thể làm được đó. Những thành viên cascader có thể là tập 5-10 năm, nhưng mà khi mà đụng chuyện xảy ra bị cái tai nạn là chuyển cấp rét qua cái nghề khác, tức là chỉ cần một tai nạn thôi là có thể bỏ nghiệp luôn. Đúng rồi. Phi Ngọc Ánh đó, còn cái khớp xương dai này á bị lỗi luôn đó, cứng tập từ nhỏ mà còn phải lỗi xương khớp đó. Ào. Ui. Nếu như mà là người thân của những người, mọi người mà có ai làm cascader thì không có ai mà chấp nhận cái điều này hết trơn á, bởi vì đây là một trong những cái nghề rất là nguy hiểm và nó có những cái khó khăn nhất định mà ai cũng nhìn thấy trước. Khi mà bị tai nạn thì tất cả đều do tiền quỹ của nhóm và sự ủng hộ của anh em bỏ ra để lo cho mọi người thôi, chứ cascader không có bảo hiểm, cho nên là không có bảo hiểm trong phim, không ai bán bảo hiểm cho cascader hết. Mà cũng đúng rồi, tại vì nguy hiểm quá thì thật ra nếu mà có cái gói bảo hiểm đó thì giá cũng sẽ quá cao. Dạ thầy, nhưng mà hồi nãy nói về các yếu tố thì giờ nói về đam mê, xong rồi bây giờ nãy giờ thầy thấy hai đứa tụi em vậy được không? Chờ chấm điểm trên thang. Tại vì khi hầu như là cascader cũng như Phi Ngọc Ánh đây là đam mê cái võ thuật từ nhỏ. Rồi cũng ở nhà cũng tự tìm tòi, cũng đi học. Thì nó quen cái chịu mà gọi là đau rồi, hay là đu dây tử thần tự trên xuống. Không, có nhiều khi phải chịu được cái sức nóng, mình phải đốt cháy toàn thân. Còn mấy cái cảnh đốt. Có nghĩa là tất cả những cái gì pha nguy hiểm đó, chứ không phải chỉ là võ thuật không. Đúng rồi. Vậy là nói chung lại là thầy nói là hai tụi mình khó lắm. Học võ cho biết cho khỏe thì thôi, chứ không có làm cascader được đâu. Một người tập một thời gian là sẽ phải bỏ nghề như mình, hoặc là có người tập là sẽ làm người khác bỏ nghề như người này. Thì em cũng xin cảm ơn một nghề rất là tuyệt vời để giúp cho những diễn viên có thêm được những cái thước phim thật là hay. Đây chính là thầy dạy của tôi đó. Có một cái bài lúc nào mình phải chịu đựng, như mình là bão cát để cho người ta đá tới khi nào mà cái người mình nó rắn chắc lại. Ủa vậy hả? Đó. Thôi bỏ đi. Gì vậy anh? Thôi bây giờ nó xuống rồi, lại một phát nó nằm đây. Hình như hơi lộ một chút, tại vì ở đây cascader cũng như là diễn xuất, mình biết võ nhưng mà mình không có đánh thiệt. Nhưng mà cái hình thể của anh diễn rất rõ cho cái người mà diễn viên mà đóng chính đó, họ sẽ phải cảm được và đánh làm sao cho nó thật nhất. Nhưng mà cái cachet của họ nó có phù hợp xứng đáng với cái nghề thì, của họ không? Thường các anh đi làm mà cũng gọi là có mùa, khi mà trúng số thì phải để dành, phải tiết kiệm. Không biết tiết kiệm thì thật sự là rất khó sống với nghề, vì đây là niềm đam mê, niềm yêu thích, nên là họ vẫn đeo đuổi với nghề. Nhưng mà nghề này chấn thương một cái nghỉ luôn, bị cái tì cái đúng sợ rồi. Á, tại vì khi mà mình làm cái động tác santo mà mình đáp xuống bằng cái khớp chân á, em phải bó 2 tháng trời mà bây giờ bị ám ảnh luôn, giờ mình không có dám sử dụng mạnh nữa. Dù sao thì mình cũng thấy nghề này rất là cao quý và các anh chị cascader vô cùng cần thiết cho nền điện ảnh Việt Nam. Yeah. Okay.
Còn bây giờ thì đến chuyến hành trình của anh Thiên Vương. Lá thư với nội dung như sau. Chào chương trình du lịch kỳ thú và các thám tử. Em tên là Minh Tâm, hiện đang sống ở An Giang. Em rất thích chơi thể thao, đặc biệt là môn cử tạ. Em có một thần tượng là vận động viên Paragames chị Hồng. Nhưng sau gần lần này em không còn nghe những thông tin về kế hoạch thi đấu của chị Hồng nữa. Em muốn nhờ chương trình tìm hiểu giúp em về chị Hồng, người phụ nữ có đôi tay rất mạnh và đầy nghị lực này. Vì em ở khá xa, muốn tìm hiểu thêm về chị rất là khó. Em chân thành cảm ơn. Xin mời Thiên Vương. Trời ơi, cái thời gian của anh Thiên Vương là thấy fail rồi. Không biết là cái quá trình có fail hay không. Vậy vậy trời. Thiệt luôn. Sao ở trên phụ huynh mà dưới tim vậy trời. Dưới học sinh lắm. Gì? Kính thưa bao nhiêu hai họ. Trời ơi trời. Tôi là người lớn tuổi nhất trong cái nhà này. Công ty này. Tôi phải làm một cái gì đó mang tính chất kỷ lục. Xin mời xem clip. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Thiên Vương có mặt tại nhà thi đấu Tân Bình để đáp ứng một lá thư. Sao anh không đóng mấy cái phim hành động đi Vương? Thôi bỏ đi. Sẽ tìm hiểu, Thiên Vương sẽ tìm hiểu một môn tập thi cầm mà đã đạt rất là nhiều huy chương ở trong nước và như ngoài nước. Chúng ta hãy gặp chị nhé. Cho em biết thêm được những cái thành tích của chị được không ạ? Thành tích của mình thì thi đấu hồi xưa thì đi các nước cũng có nhiều huy chương. Dạ. Nhưng mà mới đây đi Singapore năm 2015 là được thi chương bạc. Huy chương bạc? Của Paragames. Với mức tạ là bao nhiêu chị ha? Với mức tạ là 87kg. Wow! 87kg? Thì con nắm những kỷ lục. Nhưng mà nguyên do như thế nào mà chị lại muốn vô bộ môn này ạ? À? Bộ môn đẩy tạ ạ? À? Cái này hồi xưa là cũng mấy thầy cũng là chọn ngẫu nhiên thôi. Chọn ngẫu nhiên? Đến hồi mình tập dần dần rồi nó mỗi ngày mỗi tốt. Dạ, nhưng mà chị có thấy là cái sự thay đổi của mình sau khi mà tập mà bộ môn này không ạ? À? Có, lúc mà mới tập mà đi giải của năm 2003 của Việt Nam mình đăng cai á. Dạ. Thì thành tích của mình là của 72kg nhưng mà cũng huy chương vàng. Wow. Của hàng cân 45kg. Dạ. Rồi cũng dần dần rồi đi Philippines rồi đi được Paralympic ở Hy Lạp thì cũng đi từ hồi đó giờ cũng nhiều được nhiều huy chương. Giờ kể thì chắc cũng dạ. Nhớ để mà kể. Nhưng mà năm 2015 là chị đạt huy chương bạc Paragames tại Singapore là lúc đó mình đi về thì mình sinh em bé đứa thứ hai. Có nghĩa là chị bây giờ có hai bé nhỏ. Rồi công việc chẳng hạn như vừa tập luyện như thế này rồi vừa lo cho gia đình này nọ, có gây trắc trở cho chị không? Nói chung là người bình thường người ta cũng có khó khăn, chứ mình khuyết tật thì tất nhiên cũng có nhiều cái khó khăn, nhưng mà mình cố gắng. Cố gắng, dạ. Có nghĩa là chiều nào chị cũng tới đây chị tập à? Một tuần chỉ có tập cái này có 2, 4, 6. Còn 3, 5, 7 thì tập cái là cỡ phòng gym. Anh đã huấn luyện cho chị Hồng là bao lâu rồi? Là được 3 năm rồi. 3 năm rồi. Vâng, cái xuất phát này cũng vì cái tình thương chị em với nhau. Chị em là cũng biết quen biết nhau từ trước rồi. Sau đó thì đến cái công việc của thầy của ban giám đốc cũng giao cho. Yeah. Với trang thiết bị của mình là mình mượn dụng cụ là của nhà thi đấu này luôn hay sao? Thật chất là của người bình thường á. Xong rồi người ta đi xin lại của người ta tập. Đi xin lại. Nhưng mà có đầy đủ để mà mình luyện tập không ạ? Nói chung là cũng tương đối thôi. Và chị Hồng em nghĩ là năm sau chị có thi nữa không chị? Có thi. Chắc là có thi. Chị nghĩ là mình sẽ đạt được huy chương hay không? Huy chương này cái đó không biết, nhưng mà chắc chắn là bản thân mình phải cố hết sức làm gì được. Tất nhiên là cố hết sức ạ. Nhưng mà hiện tại cái việc luyện tập của chị là hiện tại bây giờ mình lại lên mức tạ mà bao lâu bao nhiêu khi mà chị đã mới gì sinh con? Này thì mới cho tập có 55 à. Nhưng mà cũng thấy khỏe cũng bình thường. Dạ. Sau sinh thì cũng thấy có gì khác. Dạ. Nhưng mà còn bây giờ nhiệm vụ của em là em phải làm. Đó là các bạn thám tử muốn em đỏ sức với chị bằng cách bật tay. Anh thử bây giờ anh làm trọng tài giúp em được không? Hay là mình thử đẩy cự tài thử.
Đẩy tạ hả? Lâu lắm rồi em không có đẩy. Hay là đẩy 30, ai đẩy nhiều hơn là được rồi. 30 ai đẩy nhiều hơn là được hả? À, đẩy nhiều hơn là thắng. Có 30 cũng được. Ơ à, mấy ký vậy? 5 ký à? 30 ký. Cục đó 30 á. Một cục cùng 15. À cục 10. 10 cây đây là 10 rồi. Cây là 20. Cây là 20. Ôi giời. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tôi nghĩ 22 nằm ngủ một giấc 23 28 29 30. Wow! Đó là gì ba với em á. 30. 30 cái. Nhưng mà chúng ta thấy là 30 nhưng mà chỉ không bị rung tay. Đó là chỉ vẫn còn sức. 3 4 5 có chỉ cho em. Em thấy anh hơi mệt á. Em thấy anh hơi nặng á. 7 rung tay chị ơi. 12 13 24 25 26 hồi nãy mượt lắm. 27 đừng có thương nhau. Xảo quá. Đâu anh ơi. Đây là cứng rồi, là chắc chắn là cái chỗ này là tôi đề nghị nha, các thám tử nên đi tập thể dục. Tôi đề nghị luôn á, thiệt mình mất mặt hết sức. Mất mặt hết sức. Hôm nay mới biết là phải công nhận là chị rất là khỏe. À, cộng thêm cái sức dẻo dai nữa. Xôi nè. Quan trọng là sức dẻo dai đúng không chị? Em hy vọng là chị sẽ đạt được thêm rất là nhiều huy chương nữa. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị. Năm 2015 chị đạt giải Paragame huy chương bạc. Với mức tạ đó quá là 87 kg. Nhưng mà khi chị tập luyện á là chị đẩy 90 lần. Wow. Chị đẩy 90 kg lần. Có một điều đáng tiếc là tại vì Thiên Vương tới nơi á thì là lúc đó chị mới vừa sinh con xong, mới có 4 tháng thôi. Cho nên là cũng mới vừa tập luyện lại khoảng chừng 1 tháng, cho nên huấn luyện viên không cho tập nặng được. Tại vì sợ ảnh hưởng. Cho nên chị đẩy là 55 kg thôi. Nhưng mà chúng ta đã thấy không? Khi mà thi với Thiên Vương là chị đẩy 30 kg và chị đẩy chị đẩy xong không thấy giống như là cầm một cái cục gì đó nhẹ nhẹ, rất là nhẹ nhàng. Thực ra mà giống như một người mà đã đẩy được tới 90 kg rồi á thì 30 kg giống như là khởi động và họ có thể tập được rất là đúng nhiều rồi, để mà tăng cái sức bền của họ. Em thấy ngày hôm nay là tụi em đã cử anh đi, tụi em mới tin tưởng anh cỡ nào mà anh đi về vậy đó, cho nên là em tặng anh cái dấu đen trước nè. Bây giờ anh muốn lấy lại dấu đỏ đó thì anh phải nói cho em biết đi, là cái lần trước mà mọi người kể cho em nghe là anh bóp cái trứng theo cái chiều dọc của cái trứng á bằng hai ngón tay á, là do anh ăn may hay là sao? Anh ăn may thôi. Trời. Tại vì cái này là cái niềm đam mê của chị. Thứ nhất là thi đấu vì màu cờ tổ quốc. Cái thứ hai nữa là vì sức khỏe của chị. Chị tập luyện chị thấy chị khỏe hơn. Và khi thi đấu thì chị được giải thì chị được cảm thấy là vinh quang cho tổ quốc. Cho nên chị không đòi hỏi. Cái mà đáng quý mà anh muốn tới đó là ngay điểm này. Chúng ta thấy là cái sự nỗ lực và cái niềm đam mê của chị khi mà chị bước vào để mà tập luyện trong cái môn mà chị thích. Đó. Chúng ta phải hoan nghênh về điều đó. Bây giờ mình hiểu được cái ý nghĩa đây là người phụ nữ có đôi tay mạnh nhất rồi. Đôi tay mạnh nhất là vấn đề thứ hai thôi. Ý chí mạnh nhất. Riêng em là em cho anh Thiên Vương màu đỏ nha. Thôi chuyến gặp gỡ của anh Thiên Vương chị Hồng thì em cảm thấy phái nữ không hề mỏng manh và yếu đuối. Chính xác. Nói chi là chị Hồng là một người thiệt thòi hơn người khác rất nhiều. Đôi chân của chị không như người khác, nhưng mà thật ra cái đôi tay và ý chí của chị quá sức là thép, quá hơn sức người, là hơn người thường. Làm cho mọi người coi em nổi da gà, em thấy cảm thấy rất là nể phục những người như chị. Và hy vọng là sắp tới chị thi sắp tới sẽ mang huy chương vàng càng nhiều càng tốt và cho nước nhà, niềm tự hào của nước nhà. Đúng chưa? Chúng ta sẽ đến phần đánh giá chuyến đi của Miko Lan Trinh và Thiên Vương. Đầu tiên sẽ là chuyến đi tìm hiểu về Cascader của Miko Lan Trinh. 1, 2, 3. Rồi bây giờ là đến phần đánh giá chuyến đi của anh Thiên Vương, gặp gỡ chị Hồng. 1, 2, 3.
Bảo muốn cho anh chấm đen nhưng mà à không, em cho anh thôi chứ em bình chọn cho cái chấm đen này là vẫn là thuộc về anh rồi. À, mà đó qua đó, cái này lắm. Mình mới thấy là đội thánh tử của chúng ta rất là yếu cho nên nên cho anh rồi thật sự đội đội mình là yếu về sức khỏe thôi nhưng mà rất mạnh về cái miệng nấu hay lắm. Ừ, nói dữ lắm. Rồi bây giờ là phải đến lúc thư ký ra tay. Thôi bình chọn cho phái mạnh đi. Bình chọn. Mình nghĩ nên trao huy chương cho phái mạnh. Chính xác. Đi. Đúng rồi. Đó. Thật ra trong lòng từ đầu trong lòng Sẽ Hành đã có kết quả. Kết quả thánh tử của tuần này sẽ thuộc về anh Thiemu. Chúc mừng anh Thiemu. Chúc mừng quá xuất sắc mấy ghẻ. Mọi người cho anh Thiemu một tràng pháo tay. Và sau đây Sơn xin đọc hai lá thư tiếp theo cho tuần tới. Nhiệm vụ đầu tiên có nội dung như sau. Chào các anh chị thám tử chương trình du lịch kỳ thú. Em tên là Lộc, năm nay 19 tuổi. Em có nghe nói về một người đàn ông sống du mục giữa lòng thành phố. Ông chuyên chăn trâu bò và ngủ ngoài những lán trại của công nhân xây dựng gần đó. Em không biết thực hư thế nào nên muốn rủ thám tử Thiên Vương cùng đi tìm hiểu với em không ạ? À? À vậy là đích danh là chỉ định luôn rồi. Chỉ định rồi là không có chạy đi đâu. Vậy là anh Thiên Vương sẽ là người thực hiện nhiệm vụ này. Sống du mục hợp với anh tay hả? Xin phong. Hợp không được. Không phải, thầy thông cảm đi, anh Thiên Vương ảnh cũng ngủ bờ, ngủ bụi lắm. Anh đi hát mà hát về trễ quá, vợ đâu có cho vô nhà. Hợp quá danh rồi. Rồi vậy hợp với anh Thiên Vương. Rồi nhiệm vụ thứ hai. Gửi thám tử vui nhộn. Em rất thích đọc truyện và xem phim kiếm hiệp. Và đặc biệt thích những nhân vật kiểu như kiếm sĩ mù, võ sĩ không tay, võ sư một chân, vân vân. Hồi nhỏ mọi người nói với em rằng đây là những nhân vật không có thật. Dù vậy em vẫn mê phim kiếm hiệp. Nhưng gần đây em nghe nói rằng võ sư một chân là có thiệt. Mong các thám tử giúp em tìm võ sư này. Cậu bé 30. Trời ơi, em cũng muốn tìm võ sư này nữa. Võ sư một chân hả? Võ sư một chân hay quá vậy. Anh đi đi. Cái này rất là đi rồi. Anh thích vậy. Anh thầu nhiệm vụ này rất là hấp dẫn. Anh thầu hết luôn đi. Cái gì anh cũng rồi đi hết. Anh đuổi gì hết. Anh cho thám tử người ta cơ hội kiếm tiền đi. Đúng anh rồi. Anh phải để em là một người tri thức đi khám phá nó mới đúng nè. Các bạn, ba người đàn ông bình tĩnh lại. Tôi còn nhớ là vòng trước á, mà mọi người đã làm cho một người đàn ông ngồi ngay cái vị trí này nè suy sụp, muốn bỏ nghề. Ấy nó hoàng rapper đó hả? Đúng rồi. Ngày hôm nay các bà lại tiếp tục làm cho anh Vương suy sụp nữa là không được. Lần trước là anh Hoàng anh muốn bỏ luôn cái nghề. Sao vậy? Anh khóc suốt nước ở đây. Anh làm anh thấy anh dở quá, anh thất bại. Vậy thôi lần này cho Hoàng đi đi. Cho Hoàng đi đi. Để thấy thất bại hơn nữa. Vậy nói chung. Ở nói chung là cả làng đồng ý là đưa anh Hoàng rapper làm nhiệm vụ này đúng không? Thôi thì cho anh một cái cơ hội để anh sửa sai. Rồi, nói chung thư ký chốt lại. Anh Hoàng rapper sẽ là người thực hiện nhiệm vụ tìm võ sĩ một chân. Lần này em không được là kêu bỏ nghề luôn á. Kính thưa quý vị, thời lượng của chương trình tới đây là hết rồi. Đừng quên bật HTV7 và thứ năm hàng tuần lúc 22:45 để đón xem chương trình du lịch kỳ thú nha. Chúng ta có một số hotline là 0989089413 cũng như Facebook du lịch kỳ thú. Để các bạn có bất kỳ một cái thắc mắc nào mà muốn các thám tử của chúng tôi giải đáp thì hãy gửi về. Và nếu như mà các bạn mà có lỡ khung giờ phát sóng bình thường đó thì các bạn cũng có thể xem lại trên kênh YouTube của MCV Media cũng như là HTV Entertainment. Và các bạn hãy nhớ là phải ủng hộ cho các thám tử nhé. Bởi vì nếu các bạn ủng hộ cho các thám tử nào nhiều thì thám tử đó sẽ đi thực hiện những cái nhiệm vụ và đem tới rất là nhiều cái niềm vui cho các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.